để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp pháp, đảm bảo nguồn hàng hóa không bị đứt gãy trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang tăng cường giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối, đồng thời kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu với mức giá hợp lý cho nhân dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang đã tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh những mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm gia tăng của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh như gạo, mì gói, đường, muối, nước uống, thực phẩm chế biến, thịt, tôm, cá và trứng các loại. Qua công tác kiểm tra giám sát, đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh chưa phát hiện tình hình găm hàng đầu cơ tăng giá bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Hàng hóa thiết yếu đảm bảo đầy đủ cung cấp cho bà con nhân dân, giá cả thị trường tương đối ổn định. Hàng hóa theo chúng tôi nắm thì không thiếu, đủ cung cấp cho bà con. Trong 14 ngày là thực hiện cái chỉ thị 16, thì bà con cũng yên tâm. Hàng hóa thì rất là dồi dào, phong phú, đa dạng, thì không có thiếu hụt gì. Cho nên là chúng ta cũng vẫn là mua bán, sinh hoạt, mua sắm những cái mặt hàng thiết yếu và diễn ra bình thường. Trong thời gian 14 ngày thực hiện chỉ thị 16, thì lực lượng quản lý thị trường chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, giám sát cái tình hình đó là kinh doanh những mặt hàng thiết yếu mà có khả năng thu gom, rồi nâng giá bất hợp pháp, thì chúng tôi có thể giám sát và xử lý nghiêm. Trong ngày đầu tiên, tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối, ghi nhận trên địa bàn thành phố Rạch Giá, các siêu thị, chợ truyền thống, các cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Các loại hàng hóa thiết yếu đảm bảo được cung ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân với mức giá hợp lý, không có việc khan hiếm hàng hóa hay nâng giá bất hợp pháp. Trong thời gian diễn ra chỉ thị 16 thì toàn bộ 13 cửa hàng trong hệ thống Vinmart thì vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Và hàng hóa thì vẫn dời bình thường, rau củ quả, thịt tươi, rồi hàng khô, mì gói đồ vẫn dời bình thường. Giá cả thì bán đúng theo giá niêm yết. Hôm nay tình hình nghỉ dịch thì mình bán cũng bình thường, mà cái số lượng người ăn thì hơi giảm, giá cả nó cũng không có tăng. Những người đến mua hàng thì cũng người đi ra, người đi vô chứ không có tập trung đông người giống như mọi khi. Bên cạnh việc mở cửa phục vụ kịp thời cho bà con nhân dân những loại hàng hóa thiết yếu, thì nhìn chung các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã tuân thủ chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại các siêu thị và cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu, ghi nhận số lượng người đến mua sắm rất ít, không xảy ra tình trạng tập trung đông người như những ngày trước đó. Những ngày giãn cách xã hội thì nhà thuốc lương tâm nghề nghiệp đó, cái ngành đặc thù của phục vụ bảo đảm sức khỏe và thuốc kịp thời phục vụ cho sức khỏe nhân dân thì nhà thuốc vẫn phải đảm bảo mở cửa. Dạ. Nhưng mới mở cửa thì thực hiện đúng theo cái 5K, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện đúng theo cái quy định của nhà nước. Đồng thời cả nhân viên trong nhà thuốc cũng phải chấp hành cho nó đúng. Dạ. Cho thực hiện làm sao mau chóng đẩy lùi cái dịch bệnh. Trong những cái ngày mà mình bắt đầu mình áp dụng chỉ thị 16 á, thì cái siêu thị Bách Hóa Xanh của em vẫn mở cửa bình thường. Và tụi em mở từ lúc 6:30 cho đến 21:30. Thậm chí có một những cái ngày mà lượng khách hàng tăng cao á, còn khách thì tụi em vẫn tăng cường lên để mà tụi em có thể đảm bảo được cái nhu cầu mua hàng của khách hàng. Bên em đã có những cái công tác phòng dịch cho nhân viên, ví dụ như là các bạn phải đeo khẩu trang, đeo găng tay bảo hộ và mình có phân luồng để mà khách hàng ra vô hợp lý, và khi khách hàng đi vô thì sẽ có được đo thân nhiệt và xịt khuẩn cộng với khai báo y tế, quét trên cái mã QR. Để chống đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp pháp, đảm bảo nguồn hàng hóa không bị đứt gãy trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, chủ cửa hàng thực hiện ký cam kết. Do vậy, nếu người dân phát hiện doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nào lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng hoặc nâng giá bán hàng hóa bất hợp lý, hoặc bán hàng không đúng với giá niêm yết, thì kịp thời phản ánh đến các đội quản lý thị trường để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.